Câu chuyện bị dông ám ở Đồng Nai. Mình tên Văn, quê ở Trảng Bom, Đồng Nai. Câu chuyện này mình đã trải qua cùng với con gái 4 tuổi. Trước khi lấy chồng thì mình có nghề buôn bán rau ở ngoài chợ. Nghề này vốn dĩ cực, thức khuya, dậy sớm, khiêng vác này kia. Một mình làm hết, vì nhà chỉ có hai mẹ con. Ba mình thì mất lâu lắm rồi. Mẹ mình suốt ngày đau ốm. Có lần đó mình chở mẹ đi chợ mua đồ thì gặp tai nạn. Mình thì không sao, nhưng mẹ bị chấn thương sọ não. Chi phí chạy chữa không phải là con số ít, cho nên mình quyết định vay nợ lớn để lo cho mẹ. Lo xong thì sẽ bán nhà để trả nợ. Sau khi chạy chữa cho mẹ xong thì mình bán nhà. Chủ nhà mới họ cũng rất tốt bụng, để cho mẹ con mình phục hồi thì mới lấy lại nhà. Thời gian sau hai mẹ con mới dọn ra phòng trọ. Thời gian đó có một cô hàng xóm sát bên nhà, cổ thương hoàn cảnh hai mẹ con nên tới lui thăm nom hoài à. Rồi cổ cũng làm may cháu cổ cho mình. Cái anh đó thì kiểu người ít nói mà cũng chịu làm ăn. Sau thời gian tới lui tìm hiểu, mình cũng đồng ý. Quê chồng mình thì ở Vĩnh Long, nhà ba mẹ cũng thương, nên sau đám cưới ba mẹ có cho tiền hai vợ chồng mua một miếng đất để làm ăn. Hai vợ chồng cũng kiếm được miếng đất ưng ý, giá không quá cao, nhưng mà nó lại ở mé bên kia của Long Thành, khá xa với chỗ ở hiện tại của mẹ con mình ở. Vậy nên hai vợ chồng kiếm mướn một cái nhà gần chỗ miếng đất đó để ở trước. Chồng mình mới bỏ tiền ra cắt một cái nhà xưởng. Ý định của anh là mở một cái xưởng dệt, bởi vì đặc thù của nó rất là ồn, cho nên chỗ này khá thuận tiện vì xa khu dân cư. Mình nói một chút về chỗ ở của hai vợ chồng. Nhà ở cách nhà xưởng khoảng 500 mét, nhưng mà dẫn chung một con đường. Xung quanh không có quá nhiều nhà. Phía sau nhà của hai vợ chồng là một miếng đất trống, sau miếng đất đó là một cái nghĩa địa. Hồi đầu mướn cái nhà này, nhìn quang cảnh xung quanh cũng hơi ghê ghê, nhưng mà hai vợ chồng trấn an nhau là không có gì đâu. Với lại cái nhà này tiền thuê lại rẻ, ngang 5 mét, dài 15 mét, có gác nữa, mà tháng có 3 triệu. Chủ nhà biết hoàn cảnh hai vợ chồng mình như vậy, còn nói là sau này nếu có tiền sẽ bán căn nhà này cho hai vợ chồng mình luôn. Ở đó được một năm thì mẹ mình mất, trong một lần đi tắm rồi bị trượt té. Sau khi mẹ mất thì mình đem cho cốt của mẹ gửi lên chùa. Tầm nửa năm sau thì mình có bầu. Tất cả mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, từ lúc thai nghén cho tới lúc về quê chồng sinh em bé. Sinh xong thì mình vẫn ở nhà ba mẹ chồng để ông bà cũng tiện chăm sóc cháu. Chồng mình khi đó vẫn còn đang làm ở nhà xưởng và ở căn nhà mà vợ chồng mình thuê. Rồi tới lúc con bé được hơn 2 tuổi thì chồng mình quyết định rước khai mẹ con lên. Phần gì nhớ con nhớ vợ mà cứ chạy đi chạy về Vĩnh Long cũng khá là bất tiện. Con mình tên là bé Mèo, dễ thương và mau biết nói lắm. Mấy ngày đầu tiên lên thì cũng bình thường, không có gì đáng nói. Cho tới một bữa đó, bé Mèo nó đang chơi thì muốn đi vệ sinh, nên mình dẫn con xuống đi toilet. Vừa bước tới chân cầu thang dẫn lên gác thì con mình chỉ vô cửa toilet nói: "Ông già." Lúc đó mình nghĩ là con nít mới học nói, cho nên nó nghĩ gì thì nói cái đó thôi. Mình cũng gật đầu cười ậm ừ với con. Nhưng mà mình để ý một thời gian sau thì bé Mèo quấy lắm, không chịu ăn uống gì hết. Một ngày ép lắm thì cũng chỉ được 2 hộp sữa. Hai vợ chồng mình mới đưa đi khám bên chuyên khoa dinh dưỡng thì bác sĩ nói bé thể chất vẫn ổn, có lẽ là gặp vấn đề về tâm lý do thay đổi môi trường sống. Bây giờ cần thời gian cho bé thích nghi, với lại cũng cần phải theo dõi thường xuyên. Càng ngày bé Mèo càng có những hiện tượng là chuyển qua khóc đêm. Tầm 1-2 giờ sáng là thức dậy khóc, mà khóc ghê dữ lắm, như là ai ngắt nghéo vậy, dỗ mãi không chịu nín. Cứ khóc tới khi mòn nổi thì mới nằm xuống ngủ. Điện thoại về nói với ông bà nội thì ông bà nói đi kiếm miếng dâu tầm dắt ở cửa phòng cho con bé ngủ ngon, với lại đừng mở cửa sổ vào buổi tối. Mình cũng làm theo, kêu chồng đi chặt vài nhánh dâu dắt ở cửa phòng rồi cửa sổ tùm lum. Và đêm đó bé Mèo ngủ ngon thật.
hai ba đêm liền, hai vợ chồng nghe làm mừng rồi, nghĩ là chắc có hiệu quả. Nhưng tầm một tuần sau, mọi chuyện lại diễn ra y chang vậy. Lúc này nghĩ chắc do nhánh dâu bị héo, nên hai vợ chồng mới đi kiếm cái khác, nhưng mà vẫn không ăn thua. Hình như là nó mất tác dụng luôn rồi. Mình mới lên mạng tìm hiểu, thì thấy ai chỉ mẹo nhân gian nào thì làm theo. Nào là lấy dao ém dưới nệm, treo tỏi, làm đủ cách hết trơn mà không có khả quan. Mình cũng dẹp hết mấy thứ đó, nghĩ là con mình có vấn đề về tâm lý, cho nên nó mới như vậy. Hai vợ chồng mình lại đưa bé mèo đi kiểm tra các thứ, thì được bác sĩ khuyên là phải cho con bé nghỉ ngơi hợp lý, hoạt động ngoài trời này kia. Rồi hai vợ chồng về nhà cũng làm theo, nhưng hoàn toàn thất bại. Lúc đó mình cảm thấy áp lực lắm. Nghe người ta nói nếu trong nhà có vong thì đồ ăn sẽ mau hư này kia. Nhưng đằng này mọi thứ diễn ra bình thường, hai vợ chồng hoàn toàn không thấy gì hết. Bắt đầu mới điện thoại về nói với ông bà nội nữa. Hai ông bà cũng cảm thấy lo lắm. Bà nói có thể nhà rộng quá mà do hai vợ chồng thì nó lạnh lẽo, nên hai thôi giờ để mấy đứa nhân viên đứa nào có ở trọ thì mình kêu nó về nhà ở chung đi, dẫu sao thì cũng có cái gác. Chồng mình nghe thấy cũng có lý, nên bàn với mấy anh em ở trong xưởng, họ cũng mừng lắm, chuyển về liền. Rồi không biết là xài đúng mẹo hay sao, mà từ khi mấy anh thợ dọn về ở trên gác, là buổi tối bé mèo nó đỡ khóc. Nhưng mà đỡ ở đây, tức là nếu để nó chơi tới khuya muộn tầm 12 giờ đêm, là nó ngủ tới sáng. Nhưng mà nếu cho nó ngủ sớm tầm 9-10 giờ, là tầm 12 giờ đêm đến 1 giờ sáng, là nó ngồi về khóc. Nó khóc ngặt nghẽo, thêm cái nết nó khó dỗ nữa. Mà con nít thức khuya lâu dài là đâu có ổn, mình gầu hết sức luôn. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng mình lên trên chùa xin một lá bùa bình an, ghim vô trong cái áo gối cho con. Cuối cùng nó ngủ ngon được cả tháng. Đinh ninh trong bụng là mọi thứ êm xuôi rồi. Thì cái bữa đó đang ngủ, mình nghe tiếng ho rồi tiếng ẹ ẹ của bé mèo. Mình ngồi dậy bật đèn lên, thì cả hai vợ chồng xanh mặt. Cái lá bùa mà mình gấp lại nhét trong cái bọc ni lông nhỏ, nhét vào trong guộc gối, úp mặt xuống dưới để bé mèo nằm lên. Thì không hiểu sao bé mèo nó lôi ra, nó nhai lá bùa rồi nhả xung quanh thành mấy cục giấy nhỏ nhỏ. Chắc là nó ngồi dậy xé ăn cũng được một chút rồi. Hai vợ chồng vừa sợ vừa tức. Bé mèo nó nhả giấy bùa ra khỏi miệng xong, ối một chập rồi mới lại ngủ lại. Hai vợ chồng mất ngủ cả đêm. Càng về sau thì dấu hiệu chứng tỏ trong nhà có vấn đề càng rõ hơn. Mấy lúc mà thợ đi làm hết, chỉ có hai mẹ con ở nhà. Bé mèo thì ở trong nhà chơi một mình vòng vòng, mình thì nấu ăn dọn dẹp này kia. Đang lúi khúi thì nghe trên gác cái cửa đóng làm cái gầm. Mà cửa này là cửa lùa, chứ không phải cái cửa đóng ra đóng vô. Tại vì bốn người ở nhưng cũng cần có không gian riêng, nên mấy anh đó tự mua đồ về làm ngăn ra. Ban đầu mình cứ tưởng còn ai trên đó chưa đi làm, nhưng chưa lại mới biết là mấy anh đó đi hết trơn rồi. Trải qua một thời gian nữa thì vấn đề bắt đầu lớn hơn. Bé mèo đang ngồi chơi đồ chơi một mình, thì đột nhiên nó quăng đồ chơi sang một bên, nép sát vô trong tường khóc thét lên. Mấy lần đầu mình nghĩ con không dự ý gì đó nên mới làm như vậy. Khi đó mình cũng chạy tới ôm con, trấn an dỗ dành. Nhưng càng về sau thì bé mèo càng làm thấy ghê hơn nữa. Nó nép sát vô góc tường, lấy hai tay bịt bắt lại, rồi khóc thét như là ai đang ngắt nhéo nó vậy. Lúc này nghi ngờ nên mình đang nấu cơm thì chụp con dao chạy tới ôm con, một tay chém loạn xạ. Trong đầu mình lúc đó tức khủng khiếp. Rồi có đêm bé mèo khóc, rồi trợn mắt lên nhìn trên trần nhà. Hai vợ chồng mình bật đèn lên chỗ một hồi rồi mới đến dứt. Nó ôm ba nó rồi nói: "Ba ơi, ông già kìa." Vừa nói tay vừa chỉ ra ngoài cửa phòng. Hai vợ chồng nhìn ra không thấy gì hết trơn, nhưng mà gai ốc đã nổi cục cục rồi. Có bữa hai mẹ con đang ngồi chơi với nhau thì bé mèo lại nói: "Mẹ ơi, có một anh kìa." Mà nó nhìn ra sau lưng mình, cái kiểu nói ngây ngô của một đứa con nít, nhưng lại làm mình lạnh hết cả người.
Cuối cùng hai vợ chồng bàn nhau sẽ chở bé mèo về quê với ông bà nội, chứ để như vậy không ổn. Lên ở mới có nửa năm mà nó bỏ ăn hết 3 tháng rồi, cứ đà này làm sao nó lớn lại. Lúc đó xưởng dệt của hai vợ chồng cứ làm ăn lừng khừng, không tới nỗi thua lỗ, nhưng mà chặt vặt khó khăn lắm. Đang định đợi cho chồng giải quyết công việc xong thì sẽ đưa hai mẹ con về quê, nhưng mà đùng một cái dịch tới phong tỏa, cả nhà mắc kẹt, không có đường nào về quê cả. Cảm giác buồn mà thương con đứt ruột. Trong suốt thời gian đó, bé mèo tội dữ lắm. Hình như người ta biết mình có ý định bỏ đi mà đi không được hay sao đó, mà họ quậy hơn nữa. Ban đêm ngủ mà bật đèn là nó ngủ không được. Mà nếu ngủ tắt đèn, bật đèn ngủ là nó chùm kín mít. Tới đêm con ngủ mê thì mình mới mở dở mền ra được. Tại để con nằm mãi trong mền sẽ bị nóng. Có đêm dở mền ra thì con ngủ bình thường, nhưng có đêm dở ra thì khóc nằng nặc. Lúc này chồng mình không ngủ được, anh cũng đổ quạo với bé mèo luôn. Mình rất là buồn, và tình trạng này cứ kéo dài khiến mình muốn trầm cảm luôn. Thời điểm đó mấy anh thợ vẫn ở đó. Có bữa cả gia đình ngồi nói chuyện với nhau thì có một cái anh thợ nói với vợ chồng mình là hồi hôm nay ảnh nằm trên bao, thấy 3-4 đứa con nít với 2 ông bà già đi vòng vòng trong nhà. Mấy đứa nhỏ thì chạy giỡn la hét tùm lum tùm la. Lúc anh mở mắt ra thì người cứng ngắc, 5 triệu chặn nghe tụi nhỏ cười giỡn. Lúc này mình mới hỏi anh tầm đó là mấy giờ. Anh nói lúc chở mình được thì tầm 4 giờ sáng. Tay chân mình mọc ốc hết trơn, bởi vì hồi đêm qua mình cũng nghe tụi con nít giỡn la hét ầm trời. Lúc đó mình còn nghĩ là con nít nhà ai la. Giờ nghe anh nói thì mình mới giật mình, cả nhà nhìn nhau không biết nói làm sao. Tới hồi di chuyển được thì hai vợ chồng tức tốc đưa bé mèo về quê với ông bà nội liền. Thấy con bé mà ông bà chảy nước mắt. Từ một đứa nhỏ tròn trịa bụ bẩm mà giờ ù lì hay khóc. Bà nội của bé mèo mới hỏi thăm người ta coi có chỗ nào trị những chuyện như vậy không. Thì người ta nói có bà kia, bà không có trị dông dí gì hết, mà chỉ làm phép nuôi con nít thôi. Cả nhà mới cố tình đưa bé mèo đi, nhưng lúc đi thì lại gặp trục trặc. Lúc thì xe hư, không thì cũng chuyện này chuyện kia, nó khiến cho làm sao mà không đi được. Và như bà nội cũng biết nên không có bàn tính đi thầy nữa. Qua tới bữa sau, bà nội mới nói với mình, Dân à, đi tắm cho em đi con. Nói xong nội quay qua nhìn mình rồi nháy mắt một cái. Mình cũng hiểu ý nên đưa bé mèo đi tắm rửa sạch sẽ. Bình thường đi tắm là con bé khoái lắm, nhưng bữa nay khóc quá trời. Tới hồi đi mới ngộ là ngày thường cô hàng xóm hay sang chơi với bé mèo lắm. Hai lấy xe chở con chạy vòng vòng, lúc thấy cô là bé mèo chạy ra mừng. Vậy mà bữa nay bà nội bé mèo qua nhờ thì cổ cũng xách xe ra qua kêu bé mèo chở đi chơi. Cô nói, mèo ơi, đi chơi với bà nè. Vậy mà lần này vừa nghe một cái là nó trốn mất tiêu. Bà nội phải dụ quá trời thì bé mèo mới chịu lên xe cho hai bà chở đi. Lúc đem nó lên được xe rồi là chở thẳng lại nhà bà thầy đó luôn. Lúc vô nhà bà thầy thì bé mèo cứ đi lòng vòng kiếm đồ chơi như người bình thường vậy. Tới hồi bà thầy biểu ẵm lên nhà trên cho bà bắt đầu thì nó thụt lại kiếm đường trốn. Bà thầy mới ôm bé mèo lại. Nó dãy dụa quá trời. Bà lấy cọng dây chuyền trên cổ bé mèo đem lại bàn thờ khấn. Khấn nhanh lắm. Khấn xong bà mang lại đeo vào cổ bé mèo. Vậy mà vừa đeo vào lại là nó xìu xuống. Mặc dù trước đó là nó dãy nảy ghê lắm, mặt mày nó tỉnh bơ à. Rồi nhìn lên bàn thờ cười, lại đi lòng vòng trong nhà chơi y như là không có chuyện gì xảy ra. Bà nội mới hỏi bà thầy là có coi được cái nhà trên đó có vấn đề gì hay không, bé mèo rốt cuộc bị gì. Bà nói là được. Tuy nhiên bà chỉ coi được chứ không giải quyết được. Bà chỉ làm được chuyện nuôi giữ con nít về phần âm vậy thôi. Bà thầy bà nói cái nhà trên đó dòng dữ dằn luôn chứ không phải bình thường nữa, mà hết thảy người lớn trên đó đều nặng vía, cho nên họ chỉ tập trung vào bé mèo thôi. Sau khi về lại nhà ông bà nội là bé mèo hoạt bát trở lại,
ăn uống ngon rồi cũng ngủ ngon nữa. Nhớ lại khoảng thời gian trải qua mà mình khóc vì thương con, không nghĩ rằng con bé phải chịu đựng nhiều thứ đáng sợ như vậy. Ông bà nội quyết định giữ hai mẹ con về dưới quê vì sốt cháu. Nhà trên đó thì mọi người vẫn ở sinh hoạt làm ăn bình thường. Cho đến thời điểm hiện tại thì mình và bé Mèo vẫn đang ở dưới quê với ông bà nội. Bé Mèo lúc này cũng bình thường trở lại và đi học mẫu giáo dưới quê luôn. Qua câu chuyện này, mình muốn nhắn nhủ là nếu thấy con mình có biểu hiện khác lạ mà bác sĩ không tìm ra nguyên nhân thì chúng ta hãy tìm tới những cái niềm tin tâm linh để giúp đỡ con, chứ đừng để như trường hợp con mình thì rất là tồi.